Lần đầu tiên bước vào cổng, tôi có cảm giác như đang bước vào cổng một ngôi biệt thự. Khi đi dạo ở Âu Trấn, chúng ta có thể thấy bao nhiêu hộp đèn như vậy, được dùng để nuôi tầm và ươm tơ. Đi thôi, chỉ cần đặt nó vào, nó nhìn giống như tóc. Tôi có bị mất tiền không? Thật là rắc rối khi trở thành một cô gái giang nam. Tìm được rồi. Đồng sách quá đông và say thật. Bạn có hài lòng không? Hài lòng. Lớp học cho cô gái của anh Hàm bắt đầu rồi. Bây giờ vẫn còn một chút xanh. Số 320 chính là ở đây. Cái này đã được nấu chín. Cái này đã được nấu chín rồi. Nhanh thật. Con đường đá ở Âu Trấn chúng ta quá khó đi. Trong trường hợp vali của tôi bị thương, tôi sẽ xách nó và đi bộ. Vị trí hiện tại của tôi ở đây, tôi phải đi đến đó. Được rồi, đi theo tôi. Hôm nay, Tiểu Hàm đã đến với niềm mơ ước của biết bao thanh niên văn học nghệ thuật thị trấn nước Âu Trấn. Âu Trấn nằm ở cuối phía bắc của thành phố Đồng Hương, tỉnh Chiết Giang, được biết đến là dòng họ chăn gối cuối cùng của Trung Quốc. Đây là một trong 6 thị trấn cổ ở phía nam sông Dương Tử, được chia thành 2 cửa Đông và Tây. Ở Tây Sách có nhiều xưởng thủ công mỹ nghệ và cửa hàng truyền thống, nhưng chủ yếu là chỗ ở và giải trí thư giãn. Nếu Đông Sách là một tiểu gia bích ngọc tươi tắn và giống như thật, Tây Sách là một người trầm lặng và điềm đạm. Thì hành trình của Tiểu Hàm sẽ bắt đầu từ Tây Sách ở Âu Trấn. Vấn đề đầu tiên cô ấy phải giải quyết ở đây là gì? Vậy thì việc đầu tiên chúng ta cần giải quyết khi ra sân là vấn đề ăn ở. Vậy sao Hàm ca lại không chuẩn bị? Là một thắng cảnh với điều kiện ăn ở tốt nhất ở Âu Trấn, là danh lam thắng cảnh ở Âu Trấn với điều kiện ăn ở tuyệt vời. Vậy khách sạn và nhà trọ nào là lựa chọn yêu thích nhất của Tiểu Hàm? Khi đi bộ ở Âu Trấn, chúng ta có thể thấy rất nhiều hộp đèn như vậy, đúng không? Chính là nó. Khi bạn nhìn thấy những hộp đèn như vậy, xin chúc mừng, bạn đã tìm được khách sạn. Thật ra chỉ cách Âu Trấn khoảng 2 km, chúng ta có thể nhìn thấy nhiều hộp đèn như vậy. Xin chào, tôi là chủ nhà ở đây, mời qua bên này xem thử. Được, bạn đưa tôi đi xem nhiều một chút. Được. Tại sao lại gọi là chủ nhà, không phải nên gọi là ông chủ sao? Vì bạn sống ở đây nên chúng tôi muốn tiếp bạn chu đáo và chăm sóc bạn bằng những dịch vụ tốt nhất. Vì vậy họ được gọi chung là chủ nhà, không có ông chủ ở chỗ này đâu. Không có ông chủ, dịch vụ như gia đình. Đúng vậy. Vậy sân này thuộc về nhà riêng của chúng ta? Tất cả đều thuộc về gia đình của chúng ta. Các homestay của Tây Sách hầu hết đều nằm ở hai bên bờ sông Tây Thị. Mặt tiền hướng ra sông, sân sau dám mặt nước. Bạn có thể bước vào con phố cổ Tây Sách và chỉ cần để cửa sổ ra là có thể thưởng thức những cây cầu nhỏ và dòng nước chảy. Ở một nơi ở thân tình như đến thăm nhà một người bạn cũ ở một nơi khác. Nếu bạn là người thích sôi động thì có thể đến đây. Có thể ngồi đây để ăn. Dọn bàn khi ăn, có thể ngắm nhìn dòng nước đông sôi động bên ngoài. Sau đó bạn có thể thưởng thức cây cầu và dòng nước chảy. Điều đó thật tuyệt. Nhưng đối với tôi thì tôi vẫn thích một số nơi yên tĩnh hơn. Là một khu du lịch, Ô Trấn có nhiều sự lựa chọn về chỗ ở. Để tìm một nơi ở yên tĩnh, lý tưởng, Tiểu Hàm đã đến ở nơi này. Mới bước vào cổng đã có cảm giác bước vào một ngôi nhà lớn. Nhìn vào thì thấy thiết kế của cửa nhà và những thùng rác ở đây đều được thiết kế lồng chim. Nhưng nơi này giống như một hội quán, nhìn vào có cảm giác như một cung điện. Theo quan niệm của hầu hết du khách, nhà ở phố cổ nên là homestay và nhà trọ. Còn khách sạn, resort, gối nước kết hợp phong cách trang trí hiện đại trên cơ sở kiến trúc truyền thống và khu vườn riêng. Nội thất của tòa nhà cổ kính là tất cả các trang thiết bị hiện đại. Dù là phòng họp sang trọng hay là bể bơi trong nhà sang trọng, đây đều là tiêu chuẩn khách sạn sao và có thể được miễn phí sau khi nhận phòng. Điều này thực sự khiến Tiểu Hàm ngạc nhiên. Hồ bơi. Vì lần này chúng tôi đến Âu Trấn rất gấp, tôi không mang theo đồ bơi nên không thể xuống nước được.
Nhưng mà rốt cuộc một khách sạn tốt hay xấu vẫn phụ thuộc vào chất lượng của căn phòng. Trên thực tế, chúng trông khá hiện đại từ bên ngoài, nhưng nó vẫn khá cổ điển sau khi thực sự đi vào bên trong. Bạn nhìn đây, chiếc đèn này được thiết kế với một chiếc lồng chim. Vậy bạn nghỉ ngơi trước đi. Được, tạm biệt. Tạm biệt. Cảm giác về một con đường quanh co dẫn đến một nơi vắng vẻ. Cách sắp xếp của căn phòng này rất tinh tế và mang phong cách cổ điển. Nó phù hợp với tôi. Nhưng liệu nhóm chuyên gia trở lại thoải mái có khiến Tiểu Hàm chơi ô trứng dễ dàng như vậy? Sao lại có phong bì? Là đang chào đón tôi đến khách sạn sao? Tiểu Hàm thân mến, chào mừng bạn đến với Ô Trấn, một thị trấn nước ở phía nam sông Dương Tử. Để trở thành một người phụ nữ đủ tiêu chuẩn ở thị trấn nước phía nam sông Dương Tử là một nhiệm vụ đòi hỏi phải học hỏi nhiều kỹ năng sống. Nhiệm vụ 1, bạn cần đánh dấu vị trí trên bản đồ để học cách nuôi tầm. Giáo viên ươm tơ sẽ đánh giá chất lượng phần thưởng tùy theo tình trạng học tập của bạn. Chúc bạn thành công. Đây có phải nhiệm vụ của tôi không? Tôi sẽ làm nhiệm vụ hả? Nghề trồng dâu nuôi tầm ở Ô Trấn cực kỳ phát triển. Chất lượng hoa tầm liên quan trực tiếp đến đời sống của người nông dân. Đối với những việc quan trọng, người ta sẽ đặt ra một số điều kiêng kỵ và nhiều thói quen sinh hoạt cũng sẽ vây quanh họ. Nó thay đổi và ngay cả giải trí cũng không thể tách rời họ. Theo thời gian, hàng loạt phong tục về tầm ăn hoa đã hình thành ở chỗ này. Tìm được rồi. Có rất nhiều câu nói hay về nghề trồng dâu nuôi tầm. Một trong những truyền thuyết yêu thích của tôi là truyền thuyết kể rằng vào thời cổ đại, sau khi Huỳnh Đế đến bại Si Dương, ông đã thành lập một liên minh bộ lạc và lãnh đạo mọi người phát triển sản xuất ngũ cốc và may quần áo. Việc này được để lại cho người thiếp nhà Nguyên là Luy Tổ. Tuy nhiên, Luy Tổ đã phát hiện ra một loại quả màu trắng có thể đun sôi trong nước để kéo ra một sợi tơ dài vô tận với những con tầm sống bên trong. Kể từ đó, Luy Tổ bắt đầu con đường trồng dâu nuôi tầm. Vậy sao Luy Tổ tự tay nuôi tầm? Sau đó, hoàng đế cũng ra lệnh cho thần dân của mình cùng nhau trồng dâu nuôi tầm. Được truyền từ đời này sang đời khác cho đến thời cận đại, tôi chuẩn bị bắt đầu thử thách đầu tiên của mình. Hãy cùng xem nghề nuôi tầm ươm tơ sẽ làm sao nha. Đi thôi. Tiểu Hàm tìm thấy xưởng tơ lụa Ích Đại ở Tây Sách, nơi cô sẽ hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên của mình. Có rất nhiều quy trình sản xuất dâu nuôi tầm. Hôm nay tôi sẽ học nghề từng người một và cuối cùng trở thành thợ dệt lụa. Đây là giáo viên của tôi hôm nay. Xin chào cô. Xin chào. Vậy bước đầu tiên của chúng ta trải những cái này ra nhiều để làm gì? Đây là kén. Kén sao? Cái này chính là kén kép. Kén kép hả? Hai con tầm ở bên trong. Cuộn này không thể quay được. Nó có hai màu. Cho dù có hai con bên trong nhưng có hai màu cũng không quay được. Đây là một cái kén hai màu vì nó có những lỗ hổng bên trên. Tại sao nó lại đóng kén bằng phẳng như vậy? Con tầm bị bệnh. Nó chết, không có nhiều sợi tơ. Cho nên nó bằng phẳng hả? Loại khó khăn này đã qua. Bạn thật đáng thương. Đây là kén thượng hạng sao? Cái này có thể quay được. Sau khi quay tơ và rút lụa ra, trên kia là gấm. Tơ lụa làm thành tơ lụa. Làm tơ lụa. Các loại kén tầm được chia thành kén kép, kén thứ cấp và kén thượng. Để đáp ứng yêu cầu của việc ươm tơ, Tiểu Hàm phải chọn những kén thượng có thể quay được trong số những kén này. Hiểu được các loại kén, Tiểu Hàm quyết định so tài với sư phụ, xem ai có thể chọn nhiều kén hơn sau một phút. Chúng ta bắt đầu chọn kén được không? Bắt đầu. Nó đang chết dần trong xưởng sản xuất. Chết nhanh vậy sao? Vậy giống như tôi. Như vậy uống canh cũng không đủ. Bị bỏ đói chết. Sao bạn chọn nhanh vậy chứ? Đây là cái kén thượng được tôi chọn lọc kỹ càng. Nhưng các bạn thấy giáo viên tôi vẫn bóc xuống. Khoảng cách này quá lớn đúng không? Thưa cô, chúng ta đã làm xong bước thứ nhất. Bước thứ hai là gì? Nấu kén. Nấu kén. Cảm giác như cái nồi to trong xã của người ta. Phải đổ nó vào sao? Bỏ vào túi. Bỏ vào túi. Được. Đặt cái này trực tiếp vào đây. Đun sôi nó như vậy một lát. Cho thêm một ít nước lạnh. Còn phải cho nước lạnh sao? Cho nó bớt nóng đi. Nhiều lần, kén thượng hạng phải nấu nhiều lần. Nấu trong khoảng 18 phút. Nấu kén là quá trình sử dụng sức nóng của nước để làm trương nở và hòa tan sericin xung quanh tơ kén.
Đây là khâu then chốt quyết định trực tiếp đến chất lượng của lụa. Ngoài việc nấu kén bằng hơi nước để sản xuất hàng loạt, Ích Đại còn giữ lại quy trình nấu kén thủ công truyền thống này để du khách trải nghiệm. Xem một lát. Gần xong rồi thì có thể lấy nó ra, đặt nó trực tiếp ở đây. Khi kén đã chín, bước tiếp theo là quay sợi. Thiết bị kéo sợi ở đây cũng được chia thành hai loại. Một là thiết bị bán cơ giới hóa, dùng để sản xuất hàng loạt. Quy trình đơn giản, chỉ cần đặt kén, kéo tơ tự động. Nhưng mà điều Tiểu Hàm muốn trải nghiệm không phải là cái này. Không sai, đây là công cụ Tiểu Hàm muốn trải nghiệm, xe đạp kéo sợi. Bánh xe quay được sử dụng trong thời Quảng Châu này là một món đồ cổ chính hiệu, không dễ dàng để quay được nó. Tôi đang ngồi đây, mọi người có thể tưởng tượng ra tấm liều tranh của chúng tôi trên núi, sau đó có tôi và người yêu của tôi, sau đó là nam làm công, nữ dịch giải. Anh ấy đã ra ngoài làm trang trại, bây giờ tôi bắt đầu quay tơ. Vẫn có những yêu cầu đối với giày. Được, để tôi thử xem. Đạp vậy sao? Cho nên loại máy này không có tác dụng tốt bằng. Tốc độ này có yêu cầu gì không, thưa cô? Không có gì, không có gì. Cái chân này của tôi có ngắn không? Xe đạp chú ý đến tay và chân. Dùng bàn đạp để điều khiển máy chạy. Dùng cả hai tay để thực hiện các công việc như sâu, luồn. Nhưng Tiểu Hàm dường như chỉ di chuyển chân trong suốt quá trình. Thưa cô, tiếp theo chúng ta có dệt được không? Vẫn chưa được. Chưa được sao? Phải làm gì nữa? Mang sợi tơ đi sấy khô. Sấy khô? Đạp mỏi cái chân. Lật xe lên cao có nghĩa là cứ quay đi quay lại. Cái này đã được phơi khô rồi. Thật giống y chang tóc trắng. Rất giống tóc trắng. Có thể làm tóc giả không? Điều này quá xa xỉ rồi. Cái này đã được tẩy trắng và làm khô rồi. Cái này đã được sấy khô, rất là mềm. Cái này đã có thể mang đi dệt được rồi đúng không? Thì thôi. Làm khăn quàng. Tôi tiễn cô đến đây thôi, chúng ta đến đây là được rồi. Cô ơi, cô không đi với chúng tôi sao? Ở phía bên kia là xưởng dệt gấm đen, chính là để dệt lụa. Bên xưởng có giáo viên ở đó, bạn có thể qua đó yêu cầu họ chỉ bạn làm. Được rồi, cảm ơn cô giáo. Tạm biệt. Tạo ra lụa tốt mới chỉ là bước khởi đầu. Mục tiêu cuối cùng của Tiểu Hàm là sử dụng những tấm lụa này để dệt gấm đen. Gấm đen nổi tiếng vì nó được sản xuất ở Ô Trấn. Nghề thủ công vô cùng phức tạp, chỉ dệt được 5-6cm một ngày. Có thể ví như một in vàng. Giáo viên đã giới thiệu xưởng dệt gấm đen này, đó là gấm đen Trung Quốc Đại Qua Lâu. Chiếc máy kết cấu bằng gỗ nguyên chất, dài 5,6m, rộng 1,4m, cao 4m này, với những chi tiết máy cực kỳ phức tạp nhất. Máy kết cấu chất lượng được mệnh danh là bậc nhất trên thế giới. Nó cần được vận hành với sự hợp tác của hai người thợ dệt. Mặc dù tôi đang ngồi ở đây, nhưng tôi không có ý tưởng gì hết. Cô ơi, tôi phải làm sao đây? Mang cái này đẩy lên trên. Đẩy lên. Lấy một con thoi khác và đẩy nó lên một chút. Giữ nó bằng tay. Được. Được rồi, thả lỏng chân bằng tay này. Dùng tay sờ, chạm mạnh, đổi chân. Rồi đập mạnh, đập lên đi, đẩy nó lên. Đẩy lên trên hả? Không dám ném. Cô ơi, tôi ngốc quá rồi, phải làm sao đây? Chủ yếu là cái này quá đắt. Được rồi, tôi biết tôi cần nâng nó lên và gỡ nó xuống. Xin lỗi cô giáo. Không sao. Xin lỗi. Không sao đâu. Tôi có phải bị mất tiền không? Là một cô gái giang nam thường là rắc rối. Xem ra đây là một nữ nhân giang nam trầm mặc, cũng giống như con thoi vậy, lang thang giữa những sợi tơ đi tới đi lui. Thời gian lặp lại cái gọi là năm tháng như thế này, Tiểu Hàm còn phải rèn luyện rất nhiều. Thưa cô, mặc dù hôm nay nghề dệt của tôi không được tốt và tôi luôn nỗ lực vượt qua trở ngại đó, nhưng cô có hài lòng với ngày hôm nay của tôi không? Vẫn còn được lắm. Được sao? Vậy xem ra đối với một người mới, tôi vẫn là khá tốt đúng không? Đúng. Phải rồi, cô giáo là người e thẹn ngượng ngùng. Thưa cô, đây thực sự là một dự án thử thách mà con đã thực hiện ngày hôm nay. Con có một phần thưởng, đó là gì? 390. 390? Đó có phải là số nhà không? Bạn tự mình đoán xem.
Đúng là một giáo viên nghiêm túc. Được rồi, tôi sẽ tự đoán. Nhóm chương trình này đã cho tôi một phần thưởng hay là hình phạt đây? Được rồi cô giáo, tạm biệt. Tôi phải đi tìm 390 của tôi đây. Tới một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng nhất ở Giang Nam, các du khách sao có thể lãng phí thời gian quý báu như vậy được? Nơi này giống như mê cung vậy. Nhưng mà người luôn thích chụp ảnh như Hiểu Hàm, lúc này chỉ có thể thấy những người thoải mái này chụp ảnh, âm thầm rơi lệ. Anh biết số 390 ở đâu không? Đây đúng là khó tìm quá. Chúng ta đi hỏi cô ấy thử xem. Chào chị. Chị có biết số 390 ở đâu không? Cô đi Đông Sách đi. Đông Sách? Đúng. Đông Sách không phải rất xa sao? Đi qua bên đó, đi bộ một lúc là tới. Được rồi, tạm biệt chị. Chị có biết số 390 ở đâu không? Rượu Tam Bạch hả? Là một loại rượu trắng, nước trắng, cơm trắng, mì trắng. Cảm ơn chị, cảm ơn. Tìm thấy rồi. Rượu Tam Bạch. Thì ra là một loại rượu. Đầu thời nhà Minh, ngành công nghiệp rượu của Vũ Trấn vô cùng phát triển. Nhưng khi lịch sử thay đổi, xưởng rượu có mặt khắp các đường phố, dần dần trở thành các cửa hàng đa dạng. Nhưng mà còn có một xưởng rượu lâu đời, tới nay còn nằm ở Đông Sách của Vũ Trấn, duy trì quy trình sản xuất rượu truyền thống nhất. Rượu Tam Bạch sản xuất tại đây có hương thơm nồng, mùi rượu đậm đà, đưa vào miệng thì nhẹ nhàng, hương thơm vô tận, tiếng tăm vang xa. Đây chính là điểm đến của Hiểu Hàm, nhà máy rượu Cao Công Sinh. Rượu Tam Bạch, tôi tìm cậu chết giả lắm. Thì ra đây chính là xưởng rượu Tam Bạch. Tôi còn tưởng là số 390 gì đó chứ. Tìm cực tới như vậy, Hiểu Hàm trước tiên phải có một chung để làm dịu cơn khát. Rượu Tam Bạch 55 độ sử dụng nghề thủ công truyền thống. Sử dụng gạo trắng, mì trắng và nước trắng làm nguyên liệu, làm bằng tay mà ra. Gạo trắng là gạo nếp trắng, mì trắng là chỉ men rượu màu trắng, còn nước trắng chính là nước giếng sâu của địa phương. Do đó, nó có tên rượu Tam Bạch. Tại sao lại có lỗ ở giữa? Sau khi rượu này chảy ra theo nước chủ yếu để tản nhiệt. Sau khi lên men, nước của nó sẽ tụ lại ở giữa. Đúng vậy. Như vậy sao? Ngọt thiệt đó. Lần lên men đầu tiên rượu Tam Bạch, dùng gạo nếp nấu chín và men rượu, trộn và lên men thành rượu ngọt. Sau đó thêm nước theo tỷ lệ tương tự, chiên trong 20 ngày để trở thành rượu gạo. Có rượu nào được lên men sắp lấy ra được không? Gần như lấy ra được rồi. Cái này hả? Đã được ủ thành rượu gạo. Bã rượu đã bị chìm xuống rồi. Bã rượu đã bị chìm xuống. Bã rượu đã bị chìm xuống chứng minh là được rồi. Lần lên men thứ hai của rượu Tam Bạch, cho rượu gạo lên men đầu tiên vào bình và để kín trong vòng 3 tháng. Không còn vị ngọt nữa. Không còn nữa. Đúng vậy. Lấy cái này ra để nghiền. Lấy cái này ra để nghiền. Đây gọi là nồi chưng cất. Cho rượu gạo vào trong cái nồi này. Rượu lên men ép xong thì để lên xưởng chưng cất thủy phía dưới như vậy. Hơi nước đại khái sẽ đi qua như vậy. Lọc qua nồi chưng cất, rượu Tam Bạch tươi mới được ra lò. Nếu rượu đầu là trên 70 độ. Trên 70 độ? Bây giờ chắc là rượu đầu rồi. Nếu là loại rượu này thì là 50 độ. Rượu trắng tươi từ nồi lúc nãy ra, mùi vị thế nào? Người có tửu lượng không tốt, đúng là không thể tới xưởng rượu. Bạn đi một vòng thì đã cảm thấy hơi chóng mặt rồi. Nhưng mùi rượu của rượu Tam Bạch đúng là không tệ. Tôi cảm thấy ba tôi chắc sẽ rất thích. Tôi sẽ đem về một ít. Nếm thử rượu Tam Bạch xong, tiếng chiên và trống thu hút sự chú ý của Hiểu Hàm. Thì ra, đây là sự kiện truyền thống hàng năm của Vũ Trấn. Vào tháng 3, tháng 4 hàng năm, nông dân từ 4 phương 8 hướng tập trung tại thị trấn trong thời gian nông nhàn, tới đền Vũ Trấn để thắp hương và cầu nguyện cho một vụ mùa bội thu. Từ thế hệ này sang thế hệ khác, theo tục lệ cũ tới đền dân hương. Trong thời kỳ này, nhiều vở kịch dân gian truyền thống đã xuất hiện. Chiên trống náo nhiệt, sáo trúc tệ tự, trong vòng 3 dặm vẫn có thể nghe thấy. Ông Mao Thuẫn gọi đó là lễ hội quan lạc ở vùng nông thôn Trung Quốc. Nếu bạn lúc này mà tới thành phố Hương Khói Vũ Trấn, có nhiều hạng mục nhất định phải xem. Một là biểu diễn võ trên thuyền, phát triển từ phong tục thuyền nhân cổ đại luyện võ trên thuyền để chống lại bọn cướp. Lễ hội khác là một cột cao ở trên thuyền, cũng có tên là thuyền qua tầm. Người biểu diễn bắt chước các hình thức tầm ăn dâu trên cột cao, sống động và ngoạn mục. Ngoài ra còn có những chiếc thuyền màu trắng giống như cuộc đua thuyền rồng, đánh trống khua chiêng, anh đuổi tôi chạy, ngụ ý chủ đề tình gắn kết quê hương, cày bừa vụ xuân.
Nhiều buổi biểu diễn hay ho như vậy, sự lựa chọn của Hiếu Hàm là gì đây? Vị trí của tôi lúc này chính là cuộc tuần hành qua tầm. Đây là đàn tiên qua tầm của chúng tôi, có phải đẹp lắm không? Những người kia là thị nữ. Thị nữ hả? Vậy được rồi, tôi cũng là thị nữ. Nếu nói thành phố Hương là lễ hội hóa trang của nông dân, chuyến tuần hành qua tầm đó lại là chiếc phao đẹp nhất trong lễ hội này. Những người nuôi tầm cầu nguyện để được thần linh che chở, không chỉ đến thắp hương cầu tầm ở thành phố Hương, còn phải ăn mặc như một nàng tiên qua tầm. Tiểu Hàm, người nhận được sự quan tâm của mọi người, ở giữa tàu bị nhiễm phải ánh sáng của nữ thần. Lúc chúng ta tuần hành qua tầm thì có ba con thuyền sao? Đúng. Phía trước thuyền đầu, họ phụ trách gõ trống khua chiêng sao? Đúng. Vậy giữa chúng ta là đương nương, còn phía sau? Phía sau là tầm nương. Tầm nương, nàng tiên. Bây giờ chúng ta tới bờ rồi hả? Đúng, lên bờ thôi. Được rồi, vậy tôi sẽ đỡ cô xuống. Tôi là tầm non, thích hợp không vậy? Thích hợp, cô hài lòng không? Hài lòng. Lớp học cho cô gái của anh Hàm bắt đầu rồi. Tôi đúng là không có khí dễ dời. Bây giờ còn có một chút xanh. Số 320 chính là ở đây. Hình như một chút như vậy. Giống như đây là bánh bao hấp của nhà chúng ta vậy. Dệt và nhuộm một đời ở Giang Nam vô cùng nổi tiếng. Chúng ta có thể thấy nhiều mô tả một số cảnh về xưởng dệt nhuộm Giang Nam này trong nhiều bộ phim và chương trình truyền hình. Hôm nay tôi sẽ trải nghiệm nó. Thử thách thứ hai của tôi là nhuộm vải. Vải bông quả tiết xanh lam nổi tiếng ở Trung Quốc. Vũ Trấn là một trong những nguồn gốc của vải bông quả tiết xanh lam. Vải bông quả tiết xanh lam là thủ công dân gian truyền thống ở nước tôi, có lịch sử nhuộm hàng ngàn năm. Hiếu Hàm sẽ học vẽ trong xưởng vải này. Bản khắc, đánh bột, màu nhuộm, sấy khô và các quy trình khác nhuộm ra một vải bông quả tiết xanh lam thuộc về riêng bạn. Lớp học cho cô gái của anh Hàm bắt đầu rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành bước đầu tiên chính là miêu tả, đúng không? Đúng vậy, miêu tả. Lúc nhỏ tại sao tôi không học vẽ chứ? Chỉ cần làm theo mô tả này thì được rồi. Theo cái này. Có mẫu làm theo thì được rồi. Tôi đúng là không có khiếu dễ dời. Bước đầu tiên là phải phát họa ra trên giấy, rồi phải dựa vào bản vẽ mà đi khắc. Tại vẽ tranh của Hiểu Hàm rút cuộc như thế nào? Cái này... Tôi vẽ sao rồi hả? Sư phụ cũng không cách nào cứu vớt tôi. Cũng đỡ rồi. Đây là tranh của tôi. Đây là tranh của thầy. Đúng là khác nhau một trời một vực. Nếu như là như vậy thì chúng ta dùng bảng của sư phụ đi. Được rồi, chúng ta bắt đầu bước thứ hai là bảng khắc. Chính là khắc theo đường đó. Khắc cái màu đen này ra là được rồi. Thực ra bảng khắc này có lẽ cũng là một loại công việc tỉ mỉ. Được, để tôi thử xem. Bảng khắc chính là dựa theo bản vẽ miêu tả mà làm. Khắc ra một bức chạm rỗng. Qua văn trên giải phụ thuộc vào nó. Có bản vẽ của thầy làm mẫu, Hiếu Hàm khắc ra được bản mẫu, chắc cũng không khác biệt quá nhiều. Sư phụ đã thất vọng với tôi rồi. Tôi vốn tưởng bản khắc này rất là dễ, giống như trò thủ công chúng ta hay làm lúc nhỏ. Nhưng tôi không nghĩ nó lại khó như vậy. Bây giờ tôi đã khắc tới nỗi đau lưng luôn. Sau đó thì thầy thực sự không chịu được nữa. Thầy nói dội là để nó xuống để thầy làm. Sau đó thầy tới giúp tôi khắc. Vậy bây giờ tôi đã khắc xong. Chính là như vậy. Mọi người cứ coi như tôi khắc là được. Bản khắc của chúng ta đã được hoàn thành. Bước tiếp theo chính là... Thầy ơi, có phải là phủ bột không? Phủ bột thì tới đây. Được rồi, đi phủ bột thôi. Dùng bùn làm từ đậu nành và vôi, phủ lên mặt bản khắc trống, lấp tất cả các rãnh, mở màn giấy ra. Bùn hiển thị mẫu vẽ ở lớp vải dưới chờ bùn. Cái này, đây là in xuống dưới luôn sao? Đây là vải chúng tôi đã phơi khô suốt một tuần, phải không thầy? Đúng vậy. Vậy bây giờ chúng ta đi nhuộm vải thôi. Cái này trước tiên để mặt này trước. Đây là nước sạch phải không? Đúng vậy. Nhúng mặt này trước. Nhúng thấm mặt này là được phải không thầy? Thấm cả mặt này nữa. Để ở đây nè. Trong này có gì vậy thầy? Rễ bản lam. Rễ bản lam. Lá của rễ bản lam bị nghiền nhỏ, bị oxy quá rồi đem nhuộm vải.
Để từ từ vào sao? Cái này phải để từ từ vào. Đạt được tiêu chuẩn màu lam rồi thì cần tới 8 lần. Nhào một chút thì làm 6 lần, 4 lần là đủ. Để ở đây trong vòng 7-8 phút, rồi cầm qua đây. Bên này khô ráo, bây giờ vẫn còn hơi xanh. Chúng ta chờ sau 7 phút nữa, nó sẽ từ từ chuyển sang màu lam. Nhưng mà màu xanh lam này là một lớp màu xanh lam rất nhạt. Rất nhạt, đúng vậy. Tổng cộng số lần cô phải làm là 8 lần thì mới thành được công. Được rồi. Sau khi giải cố hình được nhuộm màu xong, chỗ ban đầu bị bụng bao phủ đã rơi hết. Các phần không được tô màu tạo thành các mẫu đẹp. Vậy nhiệm vụ thứ hai của chúng ta chắc đã thành công, đúng không thầy? Đúng vậy. Hôm nay thầy có hài lòng với tôi không? Rất hài lòng. Rất hài lòng hả? Tôi đã thành công rồi. Vậy tôi có quyền đi ăn món gì ngon ngon rồi. Bánh hoa mai, cô tới chỗ này, số 320. Vừa nói tới ăn ngon, thầy đã nói bánh hoa mai. Vậy chắc phải ngon lắm. Đúng vậy. Được thôi, chúng ta đi tìm số 320 tìm món ngon. Chào thầy. Chào cô. Chào. Thực tế là Hiếu Hàm đã hoàn thành 1% công việc trong quá trình nhuộm. Đạo diễn cũng không tính toán nhiều. Như vậy cũng có thể coi là thành công. Thật là tổ ekip dễ dãi nhất trong lịch sử. Vậy thì phần thưởng của cô ấy ở đâu? Số 320. Thầy nói là số 320. Cửa hàng bánh Cẩm Ký. Có phải nơi này không? Số 320. Chính là ở đây. Lúc nãy trên mặt gọi là bánh thắng chắc. Tại sao thầy lại nói với tôi là bánh hoa mai? Có thể vì hình dạng của nó rất giống hoa mai nên thầy mới nói với tôi là bánh hoa mai. Bánh thắng chắc, thân hạng cao, bánh gạo chưng cất, hương vị rất ngon. Truyền thuyết kể rằng người dân Vũ Trấn vì chào mừng những người lính trở về sau chiến tranh và trạng nguyên bản vàng nên tạo ra loại bánh thắng chắc có hình dạng hoa mai, lấy sự đồng âm của nó để đề cao tính tốt lành. Chào mọi người, tôi có thể vào trong không? Được, vào đi. Tôi rửa tay trước đã, vì tôi chút nữa phải làm một chút. Vừa thấy có món ngon, Hiếu Hàm lập tức đi vào sau bếp, chủ động bố trí nhiệm vụ cho mình, làm bánh ngọt. Xem ra các tín đồ ăn uống đều không cách nào kháng cự nổi bất kỳ tiệm ăn nhỏ náo nhiệt nào. Chào ông chủ, tôi có thể giúp anh một chút được không? Được chứ. Được. Ông chủ này đúng là biết ăn nói. Đơn giản, cô làm vậy là được. Được, xem ai có thể may mắn ăn được bánh của tôi đây. Nhiều quá rồi. Hả? Tôi thành thật quá. Vừa nhìn là thành thật rồi. Được rồi, xem ai mua cái này đi. Vậy được chưa? Cào bớt đi. Cào bớt nữa hả? Được rồi. Đẹp lắm, cho điểm. Cảm ơn, chị đúng là vua nịnh mà. Bình thường chúng tôi chỉ cần 30 giây, của cô cần hấp một lúc nữa. Vậy làm thêm một cái là được. Càng làm càng nghiện. Lần này Hiếu Hàm so với các nhiệm vụ lúc nãy thì chuyên tâm hơn, tuyệt đối kiên trì đích thân mình làm xong mới được. Cũng chẳng trách cô ấy đối với bánh thắng chắc quan tâm tới vậy. Điều chỉnh lượng bột gạo nếp, cho nhân đậu đỏ vào giữa, trang trí thêm ướt quả, để vào nồi hấp 30 giây. Bánh lấy ra vừa trắng vừa mịn, vừa mềm vừa ngọt. Quả với vị chua ngọt của nhân đậu đỏ và ướt quả, cơ bản con gái không thể từ chối mùi vị này. Món này đã làm xong rồi. Đã nấu xong rồi, giờ tôi phải nếm thử cái tôi làm mới được. Đây là bánh tráng nếp, có thể ăn phải không? Cô còn nhận ra cái nào của cô không? Tôi nhận ra cái này, vì nó có nhiều nhân đậu đỏ nhất. Đúng rồi, nhân lội ra kìa. Đúng, đây là bánh thắng chắc do chính tay tôi làm. Có thể lúc nãy tôi có hơi thật thà quá, để quá nhiều nhân đậu đỏ nên có hơi ngọt. Cái này thật ra giống như món bánh ở đảo Hương Thôn ở Bắc Kinh của chúng tôi. Lúc ăn từ từ thì hình dung như vậy, rất giống bánh màng thầu ở nhà chúng ta hấp. Bánh tự mình làm đúng là ngon thật. Cửa hàng này thật ra cũng không lớn, nhưng mọi người đều chen chân xếp hàng. Điều này chứng minh sức hút của nó. Đây chính là phần thưởng hôm nay của tôi, bánh thắng chắc. Chúng ta từ nuôi tầm ươm tơ đến nhuộm vải, rồi tới bánh thắng chắc này. Tôi còn tưởng là một cô gái giang nam đơn giản vậy sao? Không, còn có chuyện khác đang chờ tôi nữa. Đi vào Vũ Trấn như thể bạn đang ở trong một bức tranh sơn mài. Đi bộ trên con đường đá được tạc bởi thời gian này, tôi đóng giả làm cô gái giang nam. Sau khi làm xong hàng loạt các công việc mà cô gái giang nam làm thời cổ đại, e là sẽ bị hủy đi bức tranh này mất. Cho nên tôi vẫn tiếp tục cưỡi gió rẽ sóng thôi. Thích tiết mục của chúng tôi, hãy theo dõi Weibo chính thức của thế giới đẹp biết bao. Nếu bạn muốn cùng tôi gọi là tương tác với tổ ekip, theo dõi số đăng ký ở cuối màn hình của chúng tôi. Thế giới đẹp biết bao, có nhiều điều bất ngờ đang chờ bạn.